Tại bên mình Quảng Bình vào buổi sáng thì gió rất là mát và không khí rất là trong lành. Nếu như buổi sáng nào mà không khí cũng như thế này, chắc chắn tôi sẽ cố gắng dậy sớm hơn để tập thể dục. Bây giờ sau khi chạy bộ xong thì tôi sẽ tự thưởng cho mình món ăn sáng được rất nhiều người dân Quảng Bình ưa thích, đó là món cháo canh cá lóc. Đây, lấy cho. Lúc đầu thì nhìn bánh canh trông hơi giống bún một chút, nhưng mà khi mà ăn thì sợi bánh canh rất là dai, giòn hơn. Còn nước dùng thì rất là đậm đà và hơi cay một chút, đặc trưng của người miền Trung. Thưởng thức xong tô cháo canh là tôi đã tò mò muốn khám phá ngay những bí quyết để chế biến được thứ nước dùng có vị đậm đà rất đặc biệt ở đây. Nhưng vì mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết từ sáng sớm, nên tôi đành phải chờ đến sáng hôm sau mới quay lại quán tìm hiểu được. Bây giờ tầm khoảng 4 rưỡi sáng và tôi phải dậy rất sớm như này, bởi vì là những người làm món cháo canh thì họ phải dậy rất sớm để có thể có một nồi cháo canh ngon. Mọi người dậy sớm chưa? Vâng. Đang làm cháo bánh canh. Mình đang làm cá để chuẩn bị nấu cháo bánh canh đây. Đây là mình làm nước dùng đúng không ạ? Đúng rồi. Làm có những cái gì đấy anh? Trước tiên là mình lấy xương này, dạ cho nát đi. Thế anh đỡ thịt nhé, để em dạ xương. Rồi, chủ dạ giúp ăn nha. Còn xương cá không, còn có gì nữa không anh? Xong rồi là mình, con này là gọi ở đây gọi là con rằm đấy. Dạ, con rằm thì có giống con cua không anh? Con này cũng giống con cua nhưng mà nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn. Tại sao mình không dùng cua, dùng con này ạ? Vì con này là còn cái nước nó ngọt hơn. Ngọt hơn. Cái này mà em muốn dạ là cho nó khỏi bắn nhập áo là em phải giữ cái tay thế này. Nó văng lên lên. Văng lên lên. Rồi. Đỡ hẳn anh ạ. Rồi, hiện nay được chưa anh? Rồi, được rồi. Nhuyễn rồi, đẹp quá rồi. Rồi. Bây giờ ta đổ nước vào nha. Cho mừng cái xóm em ơi. Đây được. Đây. Rồi, bắt đầu mình đổ vào lọc nha. Chú cho nước nào vào đây. Đây là nước gì đây anh? Nước này là mình hâm với xương heo từ đêm hôm qua. Không, mình cứ ninh này thôi. Nồi này mình dùng nhiều xương cá với cả rạm không anh? Nếu như một nồi như thế này thì khoảng chừng 1 cân rạm và 3-4 cân xương cá gì đó. Bây giờ tôi đã tìm ra bí quyết để làm nên vị ngọt rất đặc trưng của món cháo canh. Đó là xương lợn này, rạm và xương cá. Trong lúc chờ nước dùng sôi thì mọi người cũng tất bật cán bột làm sợi bánh, đưa rào thịt cá, rán chả cá và chuẩn bị các gia vị để ăn cùng cháo canh. Như vậy là cá này, chả cá và giam đã được chuẩn bị sẵn sàng cho mẻ bánh canh sáng nay. Khi mặt trời bắt đầu hé dạng, cũng là lúc những quán cháo canh ở Quảng Bình bắt đầu đông khách. Và tôi nghĩ được thưởng thức một tô cháo canh đậm đà, cay nồng cũng là một cách rất thú vị để cảm nhận hương vị của một ngày mới đang tới trên thành phố biển xinh đẹp này.